Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Trước mặt các bạn đây đang là chiếc Samsung Galaxy A73 5G và chiếc Bphone A85 5G đến từ BKV. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa hai sản phẩm này. Cả hai sản phẩm này thì nó đang nằm trong khúc giá khá là ngang so với nhau. Chiếc Samsung Galaxy A73 này thì mình có tham khảo tại Di Động Việt đi. Nó đang có mức giá dự tầm khoảng 9.990.000 đồng. Còn cái chiếc Bphone A85 5G thì cách đây khoảng 2 tháng ấy, nó ra mắt thì nó có mức giá là 9.490.000 đồng. Tức nghĩa là chênh nhau khoảng 500.000 đồng mà thôi. Vậy thì chênh nhau khoảng 500.000 đồng thì cả hai chiếc máy này nó chênh kém nhau về mặt hiệu năng như thế nào? Điểm qua một chút về cấu hình phần cứng ấy, thì cái chiếc Bphone A85 5G này được trang bị có chip đến từ MediaTek, đó chính là Dimensity 810. Còn cái chiếc Samsung Galaxy A73 5G này thì nó sẽ đi kèm với con chip Snapdragon 778G. Cái sản phẩm này thì mình đã đều cập nhật lên cái phiên bản phần mềm mới nhất. Đây, mình sẽ vào phần cài đặt của cái chiếc Samsung Galaxy A73 để cho các bạn xem nhé. Thông tin về điện thoại này, thông tin phần mềm hiện tại nó đang được chạy ở trên phiên bản One UI 4.1 và được tùy biến ở trên cái phiên bản Android 12. Còn cái chiếc Bphone A85 5G này thì nó đang được chạy ở trên cái phiên bản BOS đâu nhỉ? Mình sẽ vào phần thông tin của máy. Ui giời, cái này thật sự là rất là dối rắm luôn. Hiện tại thì nó đang ở phiên bản BOS 9.1 và phiên bản Android được tùy biến là Android 11 mà thôi, chưa được cập nhật lên Android 12. Thua thiệt hơn một chút so với cái chiếc Samsung Galaxy A73 5G. Con chip Dimensity 810 ở trên cái chiếc máy này thì được CEO BKV là ông Nguyễn Tử Quảng sánh ngang với những chiếc máy có con chip đầu 7 đến từ Qualcomm. Cụ thể thì hôm nay mình sẽ so sánh trực tiếp với chip Snapdragon 778G nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ tiến hành tắt tất cả ứng dụng chạy nền của cả hai sản phẩm này đi. Sau đó thì mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai chiếc máy này nhé. 1, 2, 3. Để xem là chiếc máy nào nó sẽ khởi động lên trước nhá. Vâng, và chiếc Bphone A85 5G thì nó đã khởi động lên trước rồi so với chiếc Galaxy A73. Chiếc Galaxy A73 này nó khá là lâu. Hiện tại thì nó vẫn chưa lên luôn. Có thể nói là cái phần khởi động lại thì cái chiếc Bphone A85 này nó đã có lợi thế hơn một chút so với chiếc Galaxy A73. Ok, và mất khoảng một thời gian để tối ưu hóa ứng dụng thì cái chiếc Galaxy A73 này nó đã khởi động lên sau so với chiếc Bphone A85. Ở đây thì mình sẽ có tổng tất cả, đó chính là 12 ứng dụng, bao gồm 4 tựa game và 4 ứng dụng mà các bạn hay sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần thi test tốc độ nhá. App AnTuTu nào, 1, 2, 3. Có vẻ như là cái chiếc Bphone A85 nó đã vào hơn trước rồi. Về điểm số thì các bạn có thể nhìn thấy đây nó cũng khá là chênh lệch so với nhau. Con chip Snapdragon 778G trên cái chiếc Galaxy A73 nó so với cái điểm số AnTuTu cao hơn hẳn so với con chip Dimensity 810 ở trên cái chiếc A85 5G. Và điểm số thì các bạn có thể tham khảo ở đây. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ vào với app điện thoại. 1, 2, 3. Cái chiếc Samsung Galaxy A73 đã vào trước rồi. Các bạn có thể thấy là chuyển cảnh rất nhanh đúng không? Tiếp theo, tin nhắn 1, 2, 3. Cả hai đều có vẻ như là ngang so với nhau. Mình sẽ tạo một cái tin nhắn nhé. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ vào với bộ sưu tập. 1, 2, 3. Đó, cái chiếc Galaxy A73 nó đều lốt trước luôn rồi. Mình sẽ để một cái ảnh để cho nó chạy lên. Chúng ta sẽ vào với tựa game đầu tiên, đó chính là Zombie Tsunami. 1, 2, 3. Tựa game đầu tiên này thì cái chiếc A85 lại vào trước này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với tựa game Subway Sub. 1, 2, 3. Một điểm dành cho chiếc Galaxy A73. Tiếp theo chúng ta sẽ sang với tựa game Fruit Ninja. 1, 2, 3. Cả hai đều vào khá là tương đồng so với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với tựa game Plan vs Zombie Free. 1, 2,
3. Để xem là chiếc máy nào nó sẽ cuộn cái thanh cỏ loading này trước nhanh hơn. Hơn kén nhau chỉ tích tắc thôi, nhưng mình thấy là cái chiếc Galaxy A73 nó vào trước sao đó. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với tựa game nặng đầu tiên, đó chính là Shadow Fight 3. 1, 2, 3. Để xem là cái phần load tựa game nặng này thì chiếc máy nào nó sẽ cho đem lại cái hiệu năng load CPU nó nhanh hơn. Cả hai đều đang khá là ì ạch đối với cái tựa game Shadow Fight 3 này. Có vẻ như là cái chiếc Galaxy A73 vào trước, đúng như vậy luôn. Đó, các bạn thì thấy con chip Snapdragon 778 nó lợi thế hơn, đó chính là về cái phần điểm số CPU ở cái điểm số CPU ở AnTuTu nó cũng cao hơn, dẫn đến là cái việc load game nặng nó cũng nhanh hơn. Một điểm số dành cho cái chiếc Galaxy A73. Tiếp theo tựa game Warm Replace. 1, 2, 3. Với cái phần load hiệu ứng chuyển cảnh này thì mình có thể đoán được rằng là cái chiếc Galaxy A73 có vẻ như là chậm hơn một tích tắc so với cái chiếc A85 5G rồi. Ồ, nhưng mà phần loading thì nó lại vào trước so với chiếc A85 5G. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào với tựa game Mortal Kombat. 1, 2, 3. Có lẽ là cái chiếc A73 nó vào trước rồi. Đó, một điểm số nữa dành cho chiếc Samsung Galaxy A73. Các bạn có thể thấy là về phần lợi thế load game nặng thì con chip Snapdragon 778G bao giờ nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với chip Dimensity 810. Cuối cùng chúng ta sẽ vào với tựa game PUBG Mobile, tựa game mà các bạn rất hay chơi. 1, 2, 3. Đó, các bạn thấy là bên full còn đơ luôn, mãi mới vào được, mặc dù mình bấm cùng một lúc rồi đúng không? Nhưng có vẻ như là nó sẽ load trước đấy. Mình thấy nó lại vào nhanh hơn kìa. Đúng thế luôn. Bị đơ mất một lúc, có lẽ là do tràn RAM. Vào điểm số thì về điểm thì các bạn thấy như cái chiếc Bphone A85 nó vẫn vào nhỉnh hơn một tích tắc thôi. Nhưng mà nó hơi lơ đơ lag một chút. Ok. Và đó là về phần thi test tốc độ thì các bạn thể thấy là cái chiếc Bphone A85 này thì nó đã thua thiệt hơn một chút so với cái chiếc Galaxy A73 với chip Snapdragon 778. Nói chung là cũng chênh nhau không quá đáng kể đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần thi đa nhiệm nhá. AnTuTu nào. Cả hai không, cái chiếc Galaxy A73 lốt lại rồi này. Tiếp theo điện thoại. Xin lỗi các bạn, lại vào mất tin nhắn. Điện thoại. Điện thoại thì cái chiếc này nó lại tích hợp luôn cả điện thoại và tin nhắn nhá. Đó. Về điện thoại thì các bạn thì thấy nó vẫn giữ đa nhiệm nhá. Tin nhắn thì đây.
tin nhắn thì nó đã bị out ra ngoài cái màn hình chờ rồi. Tin nhắn của chiếc máy này thì nó vẫn giữ lại được danh bạ, bộ sưu tập chứ, cả hai đều giữ lại được. Tiếp theo về game nào, Zombie The Tsunami, cả hai đều phải lộ lại rồi. Subway Sub, chiếc Bphone A85 đã phải lộ lại. Fruit Ninja, chiếc Bphone A85 cũng đã phải lộ lại, A73 vẫn giữ lại được. Plan vs Zombie, cái chiếc A73 vẫn giữ lại được này. Có vẻ như là phần thi đa nhiệm đã rõ kết quả rồi đúng không? Shadow Fight 3, cả hai đều phải lộn lại đối với tựa game nặng này. Warmer, chiếc Bphone A85 đã phải lộn lại, coi như đa nhiệm khá là tệ ở trên A85. Tiếp theo, một tổ combat, cả hai đều phải lộn lại rồi. Và cuối cùng là PUBG, cả hai cũng đều phải lộn lại. Nói chung là cái chiếc Galaxy A73 này nó có phần thi đa nhiệm là tốt hơn, quản lý RAM tốt hơn so với chiếc Bphone A85 5G. Ok, vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn cái bài speed test giữa cái chiếc Samsung Galaxy A73 5G và cái chiếc Bphone A85 5G. Và kết quả thì các bạn cũng đã thấy được trong quá trình theo dõi video rồi. Về phần thi đa nhiệm cũng như tốc độ thì chiếc Galaxy A73 nó đều thắng chặt so với cái chiếc Bphone A85. Trong cùng mức giá khoảng 10 triệu thì về phần hiệu năng thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái chiếc Galaxy A73 này hơn. Còn các bạn nghĩ sao về bài test trên thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Mình xin cảm ơn cửa hàng Di động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Samsung Galaxy A73 5G này để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.